Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, mở đầu bản tin hôm nay là một số tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Ngày 21 tháng 11 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xã giao cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ hai nước, hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư kinh doanh sản xuất tại Việt Nam. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đánh giá cao việc doanh nghiệp Việt Nam tăng cường nhập khẩu hàng hóa Hoa Kỳ. Doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều hợp đồng thương mại giá trị lớn trong các lĩnh vực hạ tầng năng lượng dầu khí, cung cấp thiết bị công nghiệp, máy bay, công nghệ thông tin, cũng như các biện pháp chính phủ Việt Nam đã triển khai, qua đó góp phần đưa quan hệ thương mại tăng trưởng ngày càng hài hòa, bền vững, cùng có lợi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nhất trí về việc hai bên tiếp tục hợp tác nhằm đối phó với các thách thức chung hiện nay, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Sáng nay 22 tháng 11, Hội thảo thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan tổ chức diễn ra tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đông Nam Bộ có lợi thế là một trong 20 địa điểm phát triển cảng nước sâu tốt nhất trên thế giới và đến năm 2025, sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động sẽ tạo ra sự kết nối đa phương thức, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, cơ hội mới, động lực mới cho tăng trưởng. Tuy nhiên, vùng Đông Nam Bộ đang đối mặt với một hạ tầng quá tải, tắc nghẽn, thiếu đầu tư đúng mức, thiếu sự kết nối mang tính đồng bộ và bền vững. Đây là nguyên nhân tác động trực tiếp, làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong vùng. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, nhận diện cụ thể những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất, hiến kế cho chính phủ, các bộ ngành trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo, thao gỡ để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối. Đồng thời hoạch định phương hướng nhiệm vụ để phát huy thế mạnh của vùng, từng địa phương trên tổng thể phát triển chung của vùng và cả nước. Giải quyết các lực cản về hạ tầng giao thông xã hội, dân số và những thách thức phi truyền thống, tạo động lực cho quá trình phát triển của vùng Nam Bộ và góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh trong nền kinh tế của cả nước. Ban cứu trợ Trung ương quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt 2 với tổng số tiền khoảng 45 tỷ đồng cho nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Cụ thể, phân bổ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 12 tỷ đồng, Quảng Nam 12 tỷ đồng, Hà Tĩnh 2 tỷ đồng, Quảng Bình 5 tỷ đồng, Quảng Trị 5 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng, Bình Định 2 tỷ đồng, Nghệ An 2 tỷ đồng, Phú Yên 1 tỷ đồng, Kon Tum 1 tỷ đồng, Gia Lai 1 tỷ đồng. Từ khoản hỗ trợ này, các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi hoàn toàn, hư hỏng nặng nhận 40 triệu đồng, 10 triệu đồng cho một căn nhà bị hư hỏng nặng. Mặt trận Tổ quốc các địa phương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để giám sát phân bổ hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, tránh trùng lặp. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trong chuyến tới thăm tặng quà nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra vừa qua tại các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam đã đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận các cấp tại các địa phương tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ cấp bách để ổn định cuộc sống cho người dân. Trong đó cần tiếp tục vận động các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực để giúp bà con vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Vừa qua, Bộ Y tế tổ chức họp về kế hoạch công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội 13 của Đảng. Tham dự cuộc họp còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng. Phát biểu tại cuộc họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò của việc phối hợp giữa Bộ Y tế với các bộ ngành trung ương, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương và tại các địa phương trong công tác đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo y tế đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sức khỏe. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu trong nước và quốc tế, các phóng viên và các cán bộ nhân viên, người tham gia phục vụ Đại hội 13 của Đảng góp phần vào sự thành công của Đại hội. Sau khi nghe các góp ý của các đại biểu tham dự,
giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long đề nghị Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh hoàn thiện kế hoạch theo góp ý của các đại biểu, đồng thời các Cục An toàn Thực phẩm, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Sở Y tế Hà Nội có kế hoạch chi tiết và các phương án cụ thể về công tác xét nghiệm, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, công tác cách ly điều trị đối với người nghi nhiễm và nhiễm COVID-19, công tác cấp cứu ngộ độc hàng loạt. Đặc biệt, tại nơi diễn ra đại hội, Bộ Y tế sẽ bố trí một phòng y tế được trang bị các thiết bị hiện đại, đầy đủ phương tiện cấp cứu, thuốc, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu khi đại hội diễn ra. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trong xây dựng kịch bản và triển khai công tác diễn tập để công tác y tế phục vụ đại hội 13 của Đảng. Tính đến 13 giờ ngày 22 tháng 11, thế giới đã ghi nhận tổng cộng trên 58,4 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó trên 1,3 triệu ca tử vong. Mỹ là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất với tổng số ca nhiễm chiếm 1/5 tổng số ca nhiễm toàn thế giới, hơn 12 triệu ca và 261.760 ca tử vong. Sau Mỹ là Ấn Độ với 9.095.908 ca nhiễm và 133.263 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 6.052.786 ca nhiễm và 169.016 ca tử vong. Đáng chú ý là điểm nóng châu Âu, nơi có tới 5 quốc gia đứng ở vị trí từ 4 đến 8 thế giới, lần lượt gồm Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Italy. Trong đó, tổng số ca nhiễm tại Pháp đã vượt 2 triệu. Tuy nhiên, số ca tử vong cao nhất châu Âu là ở Anh, nơi COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 54.626 người. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới cao nhất được ghi nhận ở Italy với 34.767 ca. Tiếp đó là Nga với 24.822 ca, Ba Lan với 24.213 ca. Tổng số ca nhiễm trên toàn châu lục này hiện là 15.450.449 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 từ Berlin, Thủ tướng Đức đã kêu gọi thế giới nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống COVID-19, trong đó có việc phân bổ vaccine phòng ngừa COVID-19. Bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh, không có nguy cơ tái nhiễm trong ít nhất 6 tháng. Đây là kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford Anh tiến hành đối với các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19. Theo kết quả nghiên cứu, các trường hợp tái nhiễm rất ít khi xảy ra. Những người bị nhiễm bệnh và được điều trị khỏi rất khó có nguy cơ tái nhiễm trong ít nhất 6 tháng. Sau lần nhiễm đầu tiên, nghiên cứu được thực hiện trong khoảng 30 tuần, từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2020. Trong quá trình nghiên cứu, 89 trong tổng số 11.052 nhân viên y tế không có kháng thể virus SARS-CoV-2 phát hiện bệnh nhiễm chủng mới với các triệu chứng, trong khi không có trường hợp nào trong số 1.246 nhân viên có kháng thể phát triển bệnh có triệu chứng. Các nhân viên có kháng thể cũng ít có nguy cơ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 mà không có triệu chứng, với 76 người không có kháng thể có xét nghiệm dương tính, trong khi con số này đối với người có kháng thể chỉ là 3. Các nhà nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng nhóm nhân viên này để đánh giá thời gian bảo vệ kéo dài bao lâu và khả năng lần nhiễm bệnh trước đó ảnh hưởng đến diễn biến bệnh trong trường hợp họ bị tái nhiễm. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này sẽ mang lại sự yên tâm cho hàng chục triệu người trên thế giới bị mắc COVID-19 và được điều trị thành công. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Ngày 21 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội cựu giáo chức Cao Bằng và Hội cựu học sinh Cao Bằng qua các thời kỳ tại Hà Nội tổ chức lễ vinh danh và tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng cho cựu nhà giáo miền xuôi lên Cao Bằng dạy học. Đến dự có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, 213 cựu giáo viên miền xuôi đã lên dạy học tại tỉnh Cao Bằng. Tại buổi lễ vinh danh, đại biểu và cựu giáo viên miền xuôi đã ôn lại những cống hiến to lớn của các thế hệ giáo viên miền xuôi lên Cao Bằng thực hiện chỉ đạo của Đảng về xóa mù chữ và phát triển hệ thống giáo dục miền núi.
sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến năm 1950 giải phóng Cao Bằng. Do Cao Bằng phải tập trung cao độ về sức người sức của cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954. Chưa có điều kiện phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực xây dựng phát triển của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, đã nhiều thế hệ giáo viên người miền xuôi tâm huyết vượt mọi khó khăn gian khổ đi đến các huyện biên giới, vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của Cao Bằng, dạy học từ cấp 1, nay là tiểu học, đến cấp 3, trung học phổ thông. Đến năm 1960, các xã cơ bản có trường cấp 1, các huyện có trường cấp 2, thị xã Cao Bằng, nay là thành phố Cao Bằng, có thành lập trường cấp 2-3, nay là trường trung học phổ thông thành phố. Sau 10 năm, từ năm 1950 đến năm 1960, giáo dục tỉnh Cao Bằng từng bước phát triển, tạo dựng được hệ thống giáo dục cơ bản các cấp học, gồm hệ thống giáo dục phổ thông cấp 1, 2, 3. Cao Bằng tự đào tạo đội ngũ giáo viên dạy học cấp 1, tiểu học, cấp 2, trung học cơ sở. Đến năm 1961, ngành giáo dục Cao Bằng bắt đầu mở trường trung cấp sư phạm. Có nguồn cán bộ đảm nhiệm được công tác quản lý giáo dục, sự phát triển giáo dục đồng bộ các cấp học trên đã tạo nền tảng cho Cao Bằng từ năm 1970 đến năm 1980-1990. Đã có học sinh tốt nghiệp cấp 3 trung học phổ thông đi thi vào các trường đại học Thái Nguyên, Hà Nội để trở về xây dựng phát triển Cao Bằng. Trong đó có nhiều thế hệ học sinh ưu tú, trở thành những cán bộ lãnh đạo đảng cấp trung ương, cấp tỉnh, cán bộ quản lý, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức khoa học giỏi trên nhiều lĩnh vực, cống hiến xây dựng quê hương Cao Bằng. Những tâm huyết của cựu giáo viên miền xuôi lên Cao Bằng dạy học những năm 1946-1954-1975 đã xây dựng nền tảng rất quan trọng cho sự nghiệp giáo dục Cao Bằng, đào tạo nguồn nhân lực tỉnh cho bắt nhịp chung với công cuộc xây dựng đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo từ năm 1986 đến nay. Vinh danh những cống hiến to lớn vì sự nghiệp giáo dục của tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng cho 126 cựu giáo viên miền xuôi đã lên Cao Bằng dạy học. Phát biểu tại buổi lễ vinh danh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận tâm huyết của cựu giáo viên miền xuôi lên Cao Bằng dạy học những thời kỳ gian khó nhất của tỉnh. Điều kiện dạy học thiếu thốn, lớp học tranh tre nứa lá vì luôn phải sơ tán nhiều địa điểm, vì bom đạn quân Pháp Mỹ bắn phá, thiếu sách vở, thiếu trang thiết bị dạy học. Cuộc sống gian khổ nhưng các giáo viên chia sẻ gian khó, bát cơm xẻ nửa, hạt muối chia đôi với học sinh, vận động học sinh đi học, tận tâm dạy học, quyết tâm bám trường bám lớp, đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh có tri thức, trình độ văn hóa để tiếp bước lên những cấp học trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, để trở thành những người tri thức, cống hiến xây dựng Cao Bằng phát triển. Những năm tháng gian khổ mà các cựu giáo viên tâm huyết lên Cao Bằng dạy học chính là những người đặt nền móng đầu tiên xây dựng nền tảng giáo dục cơ bản để tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, thực hiện công cuộc xây dựng đổi mới đất nước. Khẳng định, đến nay thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng đạt được những năm qua nhờ có sự cống hiến tâm huyết của các cựu giáo viên miền xuôi lên Cao Bằng dạy học. Đây là công lao to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng mãi luôn ghi nhận biết ơn. Các cựu giáo viên miền xuôi xứng đáng với danh hiệu cao quý vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng. Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng cho các cựu giáo viên. Đại diện các thế hệ cựu học sinh Cao Bằng tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã tặng hoa, tặng quà tri ân các cựu giáo chức miền xuôi. Ngày 22 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức bế mạc hội thi các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2020. Tới dự có đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và hơn 200 vận động viên. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi hào hứng, với quyết tâm đạt thành tích cao nhất của các vận động viên, hội thi đã thành công tốt đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 71 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở nội dung cá nhân và đồng đội các môn bóng đá, lai cỏ, đẩy gậy và tung còn.
Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn vận động viên huyện Hà Quảng, giải nhì thuộc về đoàn vận động viên huyện Hòa An và đoàn vận động viên huyện Trùng Khánh giành giải ba. Đây là hoạt động thể dục thể thao dành riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số, được tổ chức lần đầu tiên quy mô toàn tỉnh. Qua hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đồng thời khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, các môn thể thao dân tộc truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc thiểu số của tỉnh, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.